chào mừng các em đến với lớp học trực tuyến tại kênh YouTube Toán Bến Tre. Giáo viên thực hiện Nguyễn Ngọc Búp, đơn vị công tác trường Trung học cơ sở Tân Bình. Thì ở đoạn video này, cô sẽ hướng dẫn cho các em nội dung của tiết luyện tập công thức nghiệm của phương trình bậc. Trước khi đi vào nội dung của tiết luyện tập hôm nay, cô mời các em ôn lại công thức nghiệm của phương trình AX bình phương cộng BX cộng C bằng 0, A khác 0. Ta có delta bằng B bình phương trừ 4AC. Khi đó delta sẽ xảy ra một trong ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu delta lớn hơn 0, thì phương trình trên có hai nghiệm phân biệt. X1 bằng trừ B cộng căn delta chia 2A. X2 bằng trừ B trừ căn delta chia 2A. Trường hợp thứ hai, nếu delta bằng 0 thì phương trình trên có nghiệm kép X1 bằng X2 bằng trừ B chia 2A. Trường hợp thứ ba, nếu delta bé hơn 0 thì phương trình trên vô nghiệm. Việc vận dụng công thức nghiệm của phương trình bậc 2 này vào giải được những dạng toán nào thì cô mời các em nghiên cứu tiết luyện tập. Trong tiết luyện tập hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các dạng toán như sau. Dạng toán 1, dùng công thức nghiệm để giải phương trình. Cô mời các em thực hiện bài tập số 1. Đây là một số câu trong bài tập số 16 sách giáo khoa giải các phương trình sau. Câu A, 2x bình phương trừ 7x cộng 3 bằng 0. Câu B, 6x bình phương cộng x cộng 5 bằng 0. Câu E, y bình phương trừ 8y cộng 16 bằng 0. Thì các em nhận thấy tất cả các phương trình của ba câu này đều có các hệ số ABC khác 0. Cho nên để giải được các phương trình này thì các em sẽ vận dụng công thức nghiệm của phương trình bậc 2 để chúng ta thực hiện giải. Trước hết chúng ta giải câu A, phương trình 2x bình phương trừ 7x cộng 3 bằng 0. Để áp dụng công thức nghiệm của phương trình bậc 2, bước đầu tiên chúng ta sẽ xác định các hệ số A, B, C của phương trình này. Thì phương trình này có các hệ số A bằng 2, B bằng trừ 7, C bằng 3. Bước tiếp theo chúng ta sẽ đi tính delta theo công thức B bình phương trừ 4AC. Khi đó delta sẽ bằng trừ 7 tất cả mũ 2 trừ 4 nhân 2 nhân 3 và kết quả là bằng 25. Ta nhận thấy delta là số dương. Như vậy thì phương trình bậc 2 đã cho này sẽ có hai nghiệm phân biệt. Và trong công thức nghiệm x1 x2 chúng ta thấy có căn delta, cho nên để việc tính toán được thuận lợi thì ngay bước delta lớn hơn 0 chúng ta có thể suy ra căn delta. Và cụ thể bài này là căn delta sẽ bằng căn 25 và bằng 5. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ kết luận dạy phương trình có hai nghiệm phân biệt. Nghiệm thứ nhất, x1 bằng trừ b cộng căn delta chia 2a bằng trừ của trừ 7 cộng 5 chia 2 nhân 2 bằng 3. Nghiệm thứ hai, trừ b trừ căn delta chia 2a bằng trừ của trừ 7 trừ 5 chia 2 nhân 2 bằng 1/2. Chúng ta tiếp tục thực hiện câu B. Phương trình 6x bình phương cộng x cộng 5 bằng 0. Tương tự như ví dụ A, bước đầu tiên chúng ta cũng xác định các hệ số A, B, C của phương trình. Cụ thể là phương trình này có hệ số A bằng 6, hệ số B bằng 1, hệ số C bằng 5. Tiếp theo chúng ta tính delta theo công thức delta bằng B bình phương trừ 4AC.
bằng 1 bình phương trừ 4 nhân 6 nhân 5 bằng trừ 119. Như vậy thì kết quả đây delta bé hơn 0, cho nên chúng ta sẽ kết luận 7 phương trình đã cho vô nghiệm. Chúng ta tiếp tục thực hiện giải câu E. Y bình phương trừ 8y cộng 16 bằng 0. Bước đầu tiên chúng ta xác định các hệ số A bằng 1, B bằng trừ 8, C bằng 16. Tiếp theo chúng ta tính delta theo công thức. Delta bằng B bình phương trừ 4ac bằng trừ 8 tất cả bình phương trừ 4 nhân 1 nhân 16 bằng 0. Vậy chúng ta kết luận phương trình có nghiệm kép. Và các em lưu ý ở đây, phương trình người ta cho là ẩn y, cho nên khi ghi kết luận chúng ta chú ý là ghi y1 bằng y2 bằng trừ b chia 2a bằng trừ của trừ 8 chia 2 nhân 1 bằng 4. Như vậy qua bài tập 1, ở dạng này chúng ta thấy các bước để giải một phương trình bậc 2 theo công thức nghiệm thu gọn gồm có các bước như sau. Bước 1, chúng ta sẽ đi xác định các hệ số A, B, C của phương trình. Bước 2, chúng ta tính delta bằng B bình phương trừ 4AC rồi so sánh kết quả với số 0. Bước 3, khẳng định số nghiệm của phương trình. Bước 4, tính nghiệm theo công thức nếu phương trình có nghiệm. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu dạng thứ hai, đó là tìm điều kiện của tham số để phương trình thỏa điều kiện về số nghiệm, có nghĩa là phương trình có nghiệm, vô nghiệm, có hai nghiệm phân biệt hoặc là có nghiệm kép, vân vân. Cô mời các em cùng thực hiện bài tập số 2 như sau. Cho phương trình x bình phương trừ 2x cộng m bằng 0 ẩn x. Xác định m để phương trình vô nghiệm. Xác định m để phương trình có nghiệm kép. Xác định m để phương trình có hai nghiệm phân biệt. Như vậy đây là một cái dạng toán phương trình bậc 2 có chứa tham số. X bình phương trừ 2x cộng m bằng 0. Tham số đây chính là tham số m, m. Như vậy để trả lời được các câu hỏi của bài toán thì chúng ta sẽ đi tính delta của phương trình bậc 2 này. Trước hết chúng ta sẽ xác định các hệ số A, B, C của phương trình. Hệ số A bằng 1, hệ số B bằng trừ 2, hệ số C bằng M. Chúng ta tính delta theo công thức. Delta bằng B bình phương trừ 4AC sẽ bằng trừ 2 tất cả bình phương trừ 4 nhân 1 nhân M. Trừ 2 tất cả bình phương chúng ta tính được là 4. Trừ 4 nhân 1 nhân m là trừ 4m. Như vậy kết quả delta sẽ bằng 4 trừ 4m. Sau bước tính delta xong, các em sẽ lập luận theo yêu cầu của bài toán. Cụ thể, câu A, để phương trình vô nghiệm thì delta phải bé hơn 0, tương đương với 4 trừ 4m bé hơn 0. Giải bớt phương trình này, chúng ta thu được giá trị của m lớn hơn 1. Vậy m lớn hơn 1 thì phương trình trên vô nghiệm. Tiếp theo câu B, để phương trình có nghiệm kép thì delta bằng 0, tương đương với 4 trừ 4m bằng 0. Giải phương trình bậc nhất này, ta được m bằng 1. Vậy m bằng 1 thì phương trình trên có nghiệm kép. Câu C, để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì delta lớn hơn 0, tương đương với 4 trừ 4m lớn hơn 0.
Giải bất phương trình này ta được giá trị của m bé hơn 1. Vậy m bé hơn 1 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt. Ở bài tập số 2 này, ngoài 3 câu A, B, C, cô có thể mở rộng cho các em thêm một câu hỏi. Đó là tìm m để phương trình có nghiệm. Như vậy thì chúng ta cũng lập luận tương tự như câu A, B, C, là để phương trình có nghiệm thì delta lớn hơn bằng 0 tương đương với 4-4m lớn hơn bằng 0. Giải bất phương trình đó chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi của bài toán. Như vậy qua bài tập số 2 này, để giải được dạng toán tìm giá trị của tham số để một phương trình bậc 2 thỏa điều kiện về số nghiệm thì ta tiến hành qua các bước. Bước 1, chúng ta tính delta của phương trình. Bước 2, chúng ta lập luận theo yêu cầu của đề bài. Bước 3, chúng ta giải bất phương trình hoặc là giải phương trình. Sau đó, trả lời bài toán. Ngoài áp dụng công thức nghiệm để giải hai dạng toán trên, thì công thức nghiệm của phương trình bậc 2 còn được vận dụng vào dạng toán nào nữa thì chúng ta sẽ tiếp theo dạng số 3, đó là dạng toán tìm giao điểm của đồ thị hai hàm số. Cô mời các em thực hiện bài tập số 3. Cho parabol B y bằng x bình phương và đường thẳng D y bằng 4x-3. Tìm giao điểm của B và D. Như vậy để giải được dạng toán này thì trước hết chúng ta sẽ tìm hoành độ giao điểm của B và D, chính là nghiệm của phương trình x bình phương bằng 4x-3. Phương trình này một vế là của parabol y bằng x bình, một vế là của đường thẳng y bằng 4x-3. Chúng ta thực hiện chuyển vế, ta được một phương trình bậc 2, đó là x bình phương trừ 4x cộng 3 bằng 0. Áp dụng công thức nghiệm để giải phương trình bậc 2 này, ta có delta bằng b bình phương trừ 4ac bằng trừ 4 tất cả bình phương trừ 4 nhân 1 nhân 3 bằng 4 lớn hơn 0, suy ra căn delta bằng 2. Giải phương trình có hai nghiệm, x1 bằng 4 cộng 2 chia 2 bằng 3, x2 bằng 4 trừ 2 chia 2 bằng 1. Để sau khi có hoành độ giao điểm của B và D rồi, chúng ta sẽ đi tìm tung độ giao điểm bằng cách thế hoành độ giao điểm vào B hoặc là vào phương trình đường thẳng D để chúng ta tìm. Và ở đây cô sẽ hướng dẫn cho các em cách thế lần lượt các hoành độ giao điểm vào phương trình của B. Cách làm như sau: với x1 bằng 1 thì chúng ta sẽ suy ra được y1 sẽ bằng x1 tất cả bình phương bằng 3 bình phương và bằng 9. Với x2 bằng 1, suy ra x2 tất cả bình phương sẽ bằng 1 bình phương và bằng 1. Cuối cùng là chúng ta sẽ trả lời bài toán. Dạy B giao D tại hai điểm. Điểm thứ nhất có tọa độ là 3, 9. Điểm thứ hai có tọa độ là 1, 1. Như vậy qua dạng toán thứ 3 này, để tìm giao điểm đồ thị của hai hàm số, một hàm số là parabol, một hàm số là đường thẳng, thì chúng ta tiến hành qua các bước như sau. Bước thứ nhất, chúng ta đi tìm hoành độ giao điểm của B và D bằng cách giải phương trình bậc 2
Một vế là của parabol và vế còn lại là của đường thẳng. Sau khi tìm hoành độ giao điểm xong, chúng ta sẽ đi tìm các tung độ giao điểm tương ứng. Và cuối cùng là chúng ta sẽ trả lời bài toán. Như vậy, qua tiết học hôm nay, cô đã giới thiệu cho các em được 3 dạng toán mà ứng dụng công thức nghiệm của phương trình bậc 2 để chúng ta giải. 3 dạng này thường có trong các đề thi tuyển sinh vào lớp 10. Cho nên, các em phải nắm vững công thức nghiệm của phương trình bậc 2 để chúng ta vận dụng giải bài tập một cách thành thạo. Công việc về nhà của chúng ta là: thứ nhất là nắm vững công thức nghiệm của phương trình AX bình phương cộng BX cộng C bằng 0 với A cách 0. Làm lại các bài tập đã làm. Làm các bài tập còn lại trong sách giáo khoa. Làm bài tập 21 đến bài 26 sách bài tập. Toán chính trang 54. Xem trước bài số 5. Công thức nghiệm thu gọn. Bài học đến đây là hết. Chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi. Trân trọng kính chào.